Chào các em, tiếp tục thì hôm nay thì hướng dẫn cho các em đó là đem dữ liệu từ ngoài Word, Excel, Test vào Access hoặc là từ Access vào Access. Nó tức là tùy thuộc vào nguồn dữ liệu người ta cung cấp cho bạn mà mình sẽ lựa chọn cái export vô. Cái export nha, cái export nó vô như thế nào. Đó. Thì để export nó thì các bạn vô external data. Đó. Thì đây là cái Office 2016. Thì đây các bạn thấy giao diện nè. Cái phần export này là dữ liệu đi vào. Và export là dữ liệu đi ra. Đó. Thì vào thì các bạn có thể là Excel, là Access, là Test, là Word hay gì đó. Tùy theo trường hợp người ta cung cấp cho bạn ha. Đó, người ta cung cấp bạn cái gì thì bạn làm đó. Thường nó sẽ là Excel hoặc là Test là nhiều. Nó còn những cái data đồ kia thì ít gặp hơn. Nó xuất ra thì các bạn có thể xuất ra Excel, Test, cho PDF, nó vô Word, tùy thuộc vào cái người ta yêu cầu bạn xuất ra đâu. Rồi bây giờ đem dữ liệu vô, giả sử thì em từ Excel, nó đây là cái đường dẫn ha, bạn kiếm cái đường, bạn vô cái đường dẫn đó, cái nguồn nó nằm ở đâu. Bây giờ thầy hướng dẫn của em, bạn đem cái bảng khách hàng vô trước, nó cái bảng khách hàng nha, để đem bảng khách hàng nha, các bạn lưu ý, bảng này là bảng khách hàng, ok. Phần. Rồi thì bạn thấy nè. Cái dòng đầu tiên các bạn chú ý cái dòng đầu tiên nha. Cái dòng đầu tiên. Đó. Được chưa? Là một. Cái thứ hai bạn coi những cái bảng cái cột dữ liệu nè, bạn coi nó tương đối chưa? Nó sắp theo cột rồi kia hoàn chỉnh chưa? Đó, bạn coi có gì nó là lạ thì mình lấy lại dữ liệu, hoặc nó không có dữ liệu thì mình lấy qua sheet khác. Đó. Rồi đây. Đó. Yeah. Rồi. Show assets nè, hoặc là show name nè. Đó, mà một hàng thường á thầy để chế độ là show assets. Nét qua bước số 2. Bước số 2 thì bạn quan sát kỹ giùm thầy cái dòng đầu tiên. Coi cái dữ liệu cái dòng đầu tiên á nó có giống với những dòng dưới không? Giống ở đây có nghĩa là gì? Thí dụ như đây là gì? KH001, 02, 03, 04, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó. Thì ở dòng này á, nó cũng là KH001 hay là nó là cái chữ gì? Nếu mà bạn thấy nó khác thì nó có thể là tiêu đề. Nó có thể là tiêu đề. Đó, nếu là tiêu đề thì bạn nhớ check vô first row. Content, column, heading. Đó, nếu là cái dòng đầu tiên mà các bạn thấy nó là tiêu đề thì bạn nhớ check vô cái first row, content, column, heading. Rồi, bước tiếp theo. Bước tiếp theo là bước gì đây? Chọn khóa chính, chọn cái kiểu dữ liệu cho nó. Cái bước này là chọn kiểu dữ liệu. Và đối với bước này thì các bạn nét qua, mà không quan tâm tới nha, mà không quan tâm. Nét tới. Bước này thì bạn chọn giùm thầy là chế độ là No Remix. Thì các bạn thấy là bữa trước thầy có nói gì đây? Một bảng phải có ít nhất là một khóa chính. Nhưng mà tại sao ở bước này thầy lại chọn làm gì? Không chọn khóa chính. Tại vì hồi mình vô mình chỉnh sửa lại sao? Lý do, nếu ở đây thầy chọn khóa chính á, thì nữa bạn ra chỉnh sửa rất là phiền, là thứ nhất. Cái thứ hai, nếu trường hợp bài này có hai khóa chính, bài này hai khóa chính thì bạn không thể làm được. Đối với trường hợp bạn chọn khóa chính đây, nó sẽ báo lỗi. Rồi nếu cái bài đó là hai khóa chính mà ở đây bạn gì chọn chỉ được một khóa chính duy nhất thôi, nó nên sẽ dễ sẽ ra lỗi. Rồi, nên đối với trường hợp mà đem dữ liệu vô thì đối với bước này thầy sẽ chọn chế độ là No Remix, tức là không có khóa chính. Sau đó khi mà thầy chỉnh sửa rồi ra thì khi đó thầy chọn khóa chính là sao? Giờ nó sẽ đơn giản hơn. Nét tiếp. Cái này đọc kỹ coi nãy đem vô là bảng gì. Nó, tại nhiều khi người ta làm sau đó giờ mà người ta biến gì, thí dụ bảng khách hàng đổi thành bảng sản phẩm chẳng hạn. Nó, mà bạn không cẩn thận hầu thì hai ba bảng sản phẩm nó trùng nhau. Giờ, đây là bảng khách hàng. Và đây là do tên, tên bảng nên nó là gì? Viết liền có dấu hay viết không dấu gì không có sao cả. Finish. Nó, thì bạn sẽ ra được cái bảng khách hàng. Rồi bạn click chuột phải bạn design. Đó, giác này bắt đầu bằng quan sát cái này bạn làm nè. Cái bảng khách hàng. Đó. Test mã khách hàng. Giải thích là mã khách hàng, fill size là 5. Đó, giải thích đây là mã khách hàng nè. Cái fill size bằng là 5 nè. Rồi, tên khách hàng. Giải thích đó là tên công ty, fill size là 50. Đó, đây là tên công ty. Đó, tên công ty. Fill size các bạn là 50. Rồi điện thoại khách hàng. Điện thoại khách hàng, giải thích điện thoại khách hàng fill size là 10. Giải thích đây là điện thoại khách hàng.
Fieldside đây là 10. Và người ta nói bạn cái gì đây? Cái input mask nè, nó là cái mẫu 3 số 9. Rồi cách ra 6 số 0 1 số 9. Nó thì cái input mask mà y chang vậy đó, mở ngoặc đơn ra. 1 2 3 số 9, đóng ngoặc đơn lại cách 1 2 3 4 5 6 số 0 1 số 9 enter. Tức là người ta đánh yêu cầu đánh sao thì bạn đánh y chang vậy giùm thầy. Rồi, tiếp theo. Địa chỉ khách hàng Fieldside 50. Địa chỉ khách hàng Fieldside các bạn 50. Rồi, thành phố giải thích là thành phố Fieldside 20. Đó, Fieldside 20. Rồi. Bây giờ sau đó bạn gì khóa chính. Khóa chính thì bạn nhìn nè, cái coi coi cái dấu hiệu nào khác so với dấu hiệu còn lại thì đây bạn thấy là mã khách hàng. Mã khách hàng sẽ là khóa chính. Nó chọn mã khách hàng, khóa chính. Will. Yes. Yes, nó báo lỗi. Và bạn dịch giùm thầy nè. Nó tức là cái gì đây? Cái trường á mà đang làm khóa chính đây nè, nó không được chứa những cái dữ liệu trống. Tức là dữ liệu trống nha các bạn lưu ý nha, chứa những cái dữ liệu trống. Vậy thì mình thì gì? Mình không chọn khóa chính đây được. Nó mình thấy view ở chế độ là gì? Dữ liệu để mình kiếm coi coi tại sao người ta báo là gì. Đó các bạn thấy thầy chuyển, thầy tắt khóa chính đi và thầy chuyển qua cái chế độ này là chế độ view nè, chế độ xem nhập dữ liệu nè. Đó, chế độ nhập dữ liệu nè. Thì bạn thấy nè, ở đây có 5 cái dòng trống nè. Có 5 dòng trống nè. Bạn nhấn delete để xóa đi. Đó, thì cái này bạn thấy nè, cái dấu sao nè nó giống như là cái gì? Cuối bảng, cuối của cái dữ liệu của bạn. Đó, được chưa? Rồi, cái này bạn mới quay lại bạn chọn khóa chính mới được. Đó, đó là trường hợp là cái gì? Người ta cố tình làm một cách nào đó để cho gì? Nó dư cái dữ liệu, nó chứa những dữ liệu trống và khi đó bạn không thể tạo khóa chính được. Đó, và đây là một trong những 7 mà người ta có thể gặp cho các bạn. Rồi, bảng số 1 xong, bảng số 2. Cách làm tương tự. Hồi nãy thầy lấy bảng khách hàng rồi, cái này thầy bạn ý bảng hóa đơn đi. Bảng hóa đơn. Rồi đem vô. Cách làm nét qua. Dòng đầu tiên là tiêu đề, chính xác. Bước này bỏ qua, bước này chọn không khóa chính, nét. Rồi, bảng này đem vô là bảng hóa đơn thì bạn ghi đây là hóa đơn. Ok. Thì đặt bảng hóa đơn mà click chuột phải bạn đi say view. Đó. Bảng hóa đơn. Bảng hóa đơn. Đây. Mã hóa đơn giải thích là mã hóa đơn field size là 8. Sort test nè, là test đó, mã hóa đơn. Field size các bạn là 8. Rồi mã khách hàng giải thích nó là test luôn. Mã khách hàng field size là 5. Mã khách hàng field size các bạn là 5. Rồi, mã nhân viên. Mã nhân viên number, mã nhân viên là by. Mã nhân viên number. Giải thích đây là mã nhân viên. Rồi, đây là by. Rồi, ngày lập hóa đơn. Giải thích ngày lập hóa đơn, date time, ngày giao hàng. Đó, ngày lập hóa đơn. Rồi ngày giao hàng. Rồi ngày nhận để tham hết. Rồi khóa chính các bạn là chỗ mã hóa đơn. Mã hóa đơn khóa chính. View kiểm tra. Rồi được. Xong bảng hóa đơn. Bảng tiếp theo. Chi tiết đi chẳng hạn. Ok. Nét. Có khóa chính. Ở gì đây? Cái dòng đầu tiên nó là tên trường. Net. Net. Không khóa chính. Net. Bảng này là bảng chi tiết. Ghi chữ chi tiết vô. Nó có dấu cũng được, không dấu không sao đây. Tại vì đây là tên bảng. Rồi, click chuột phải display view. Rồi, bảng chi tiết. Đây, mã hóa đơn. Mã hóa đơn test. Mã hóa đơn field size là 8. Giải thích đây là mã hóa đơn. Mã hóa đơn field size là 8. Rồi. Mã hóa đơn này giải thích mã hóa đơn field size là 8, mã sản phẩm. Mã sản phẩm là number by. Mã sản phẩm. Rồi. Number by.
Đó, bài được chưa? Đây mã sản phẩm ha. Đây, nhưng mà cái gì chỗ mã sản phẩm này các bạn có thêm một cái gì nữa à? Có cái format 3 số 0. Nó format nè, 3 số 0. Rồi tức là mã sản phẩm nè, number mã sản phẩm nè. Number nè là kiểu dữ liệu nè. Direction mô tả các bạn là mã sản phẩm nè. Rồi, field size là byte và format là 3 số 0. Rồi, số lượng number, số lượng bán, number số lượng bán. Rồi, ở dưới này người ta yêu cầu bạn nó là cái gì đây? Là integer. Nó thì này các bạn cho integer. Rồi. Khóa chính thì bài này các bạn thấy có hai khóa chính, đó là mã hóa đơn và mã sản phẩm. Mã hóa đơn và mã sản phẩm. Mã hóa đơn, mã sản phẩm, khóa chính. Rồi, view thử. Rồi, bình thường. Bảng thứ ba xong. Bảng thứ tư. Nhân viên. Rồi, cái dòng đầu tiên là tên trường, net, net, không khóa chính, net, nhân viên. Đây, mã nhân viên, giải thích là mã nhân viên. Bảng nhân viên đâu? Nhân viên nè. Mã nhân viên, number, mã nhân viên, by. Nhân viên, number. Giải thích nó là mã nhân viên. Rồi, dưới này đó là by. Họ lót. Họ lót giải thích nó là họ lót nhân viên, field size là 25. Họ lót nhân viên. Sort tag field size là 25. Rồi. Tên. Giải thích nó là tên nhân viên, field size là 8. Tên nhân viên. Field size là 8. Rồi phái. Kiểu dữ liệu nó là yes no. Rồi chú ý nè, phái nè, kiểu dữ liệu nó là yes no nè. Chú ý chỗ này nha, yes no. Rồi, giải thích đây là giới tính. Rồi. Sau đó trong cái gì? Format nè. Nam nữ. Rồi format các bạn nè, nam nữ. Bây giờ ở đây các bạn chỉ có yes no thôi nên bạn chuyển qua lớp cấp trước. Rồi bạn chọn dùm thầy chế độ đó là test box. Đó, đây. Nè. Delay control test box. Thì đây các bạn thấy nè, delay control nè. Test box nè, nhưng mà thầy chọn không được test box nên chuyển qua combo box luôn. Rồi quay lại general, tức là ở đây nè, cái chỗ các bạn chú ý nè, cái chỗ z node nè. Đó thì người ta yêu cầu bạn vô lớp cấp nè. Người ta yêu cầu bạn chọn test box nè, nhưng mà do thầy chọn test box không được. Đó, tức là chữ không được đó. Test box này nè, không được nên thầy chuyển qua combo box. Rồi, chỗ general này nè thì bạn đánh nam nữ y chang như người ta, chữ nam. Hai chấm nữ. Nhớ nam nữ đặt trong ngoặc kép. Đây. Rồi ngày sinh, ngày tháng năm sinh. Date time là ngày sinh là ngày tháng năm sinh nè. Rồi ngày nhận việc. Giải thích là ngày nhận việc. Rồi, điện thoại khách hàng ở điện thoại nhân viên. Giải thích là điện thoại liên lạc, field size là 10. Giải thích là điện thoại liên lạc. Điện thoại nhân viên number. Ở điện thoại liên lạc các bạn chú ý nè, cái chỗ này người ta yêu cầu test nha. Test nè. Field size là 10 nè. Rồi. Input nè, mở ngoặc ra. 999 đóng ngoặc lại, cách ra 1 2 3 4 5 6 9 Enter. Người ta yêu cầu làm sao làm vậy? Hình nhân viên. Hình nhân viên đó là chèn hình ảnh vô đây, ở chat đây. Rồi hình ảnh nhân viên. Rồi, khóa chính ở đây các bạn nó là mã nhân viên nè. Có gạch chân đó. Yes. Rồi.
Nhưng mà chỗ phái nè, các bạn thấy cái này chỉ có nam nữ thôi, chỉ có nam không à. Bây giờ ở gì đây, tuyến nè, các bạn bạn đánh chữ nữ, thay chữ nữ thì bạn đánh số 1 giùm thầy đó. Rồi diệu này cũng là nữ, các bạn đánh số 1. Thu cũng là nữ, tức là cái này mà phải đánh là chữ nam chữ nữ rồi. Nhưng mà thay vì á, thay vì các bạn đánh chữ nam chữ nữ thì đối với chữ liệu Zeno, đối với trường hợp chữ liệu Zeno này thì bạn được quyền đánh số 0, số 1 hoặc là -1. Đó thì nó sẽ nhảy ra cho bạn chữ nam chữ nữ hoặc là cái chữ gì đó tùy theo người ta định dạng các bạn như thế nào. Đó thì lưu ý là để nhập cái trường hợp mà Zeno, nó tránh trường hợp mà nhập sai sau khi bạn đã cài đặt. Bạn nhớ là phải đặt, cài đặt cái chế độ này đã nha. Đó nè, chế độ format này nè và chế độ lookup này nè, bạn phải cài đặt rồi á bạn mới nhập được nha. Còn nếu nó là chế độ test, chế độ test thì bạn đánh số 1 trừ 1 không được nha. Nó chỉ áp dụng khi bạn kiểu dữ liệu về Zeno và bạn đã cài đặt chế độ trong cái general và lookup. Đó, trong general và lookup. Rồi bạn lưu ý giùm thầy chỗ đó. Nha, lưu ý giùm thầy chỗ đó. Rồi. Xong. Cái bảng cuối cùng. Bảng cuối cùng là cái sản phẩm. Rồi. Net. Net không khóa, net. Bảng sản phẩm. Rồi đây bảng sản phẩm, list file, design. Rồi, mã sản phẩm. Mã sản phẩm number by. Mã sản phẩm number, giải thích đây là mã sản phẩm. Rồi đây là by. Rồi, ba số 0 ở format. Tên sản phẩm. Giải thích nó là tên sản phẩm 30. Tên sản phẩm. Field size đây là 30. Rồi đơn vị. Đơn vị giải thích đây là đơn vị tính, field size là 10. Đơn vị tính, field size là 10. Đơn giá number double. Đơn giá mô tả đơn giá bán. Double. Rồi cái chỗ format nè. Đó. Không chấm. Ủa xin lỗi, thăng. Chấm 1 2 3 dấu thăng. Hai dấu thăng, một số 0. Khoảng cách ra đô la, tại vì máy của thầy á. Đây, tại vì máy của thầy á cũng như máy của bạn, bữa trước thầy yêu cầu bạn chỉnh á là sang cái gì? Thập phân là dấu phẩy, hàng ngàn là dấu chấm. Thấy chưa? Mà người ta đánh dấu này á. Chưa? Đó là dấu phân cách hàng ngàn. Đó, đó là lý do tại sao ở đây thầy đợi đánh dấu chấm trong format. Rồi. Hình sản phẩm. Giải thích hình sản phẩm. Rồi, khóa chính là mã sản phẩm, lý do nó gạch chân nè. Nó khác so với những cái còn lại. Rồi wheel. Đó thì cái này bạn sẽ đem được 5 cái bảng nha. Đó. Bạn sẽ làm 5 cái bảng. Rồi các bạn thao tác lại khoảng 2 lần cho máy tính cá nhân. Cố gắng làm nhanh và đem bảng và chỉnh sửa giống như thầy theo yêu cầu dữ liệu trong cái đời người ta cho trong cái giáo trình tên A. Rồi các bạn thao tác lại giùm thầy. Rồi bây giờ sau khi mà các em đã đưa bảng vô rồi, đưa bảng vô rồi thì bây giờ nhiệm vụ tiếp theo á, mình sẽ tạo liên kết. Thì đối với tạo liên kết á, thì có những trường hợp người ta sẽ đưa cho bạn là cái mẫu. Đây, để thầy mở cái file set cho các bạn. Đó, đây. Một số đời á, thì người ta sẽ cho bạn là cái mẫu ha, cái mẫu liên kết sẵn. Rồi. Đây không có rồi. Một số đời á, thì nó không có.
chưa để thầy kiếm nha, nó không công cụ hỗ trợ. Okay. Rồi một số đề nó sẽ cho bạn mẫu nè, để thầy mở cái mẫu lên cho bạn coi. Đây nó tức là người ta cho bạn cái mẫu như vậy nè, nó thì mình sẽ làm kéo như người ta nó, hoặc trường hợp người ta không nói gì hết thì mình cũng phải tạo liên kết, nhưng mà khi đó làm sao nó. Rồi thì nếu người ta cho cái mẫu thì bạn cứ kéo nhé, cứ kéo như mẫu. Rồi bây giờ trường hợp nè, trường hợp người ta không nói gì, ví dụ như bài này, thì bạn sẽ làm liên kết như sau. Các bạn vô phần data thôi, nhớ khi tạo liên kết là phải đóng hết tất cả các bảng nè, các bạn thấy nè, nó chỗ này nè nó trống trải nha, nó và như vậy người ta gọi đang mở bảng nè, đang mở bảng nè, nó đây nó phải trống vậy nè các bạn. Rồi vô data tool chọn relationship thì nó hiển thị bạn cái bảng show table giống vậy, nó show table giống vậy. Rồi ở đây mình đem năm cái bảng vô đó, bạn có thể nháy đúp từng cái hoặc quét cùng lúc sau đó add vô, nói chung làm sao đem được năm cái bảng. Rồi nguyên tắc thứ nhất là đóng hết bảng, các bạn thấy đóng hết rồi nè, như vậy đang gọi là mở bảng này nha, đó đang mở bảng đóng hết như nè. Rồi nguyên tắc thứ hai, mỗi một cái bảng như nè có ít nhất một cái khóa chính, mỗi một bảng có ít nhất một khóa chính. Rồi đó là hai nguyên tắc cơ bản nhất. Rồi bây giờ trường hợp mà nãy thầy nói á, là người ta không có cho các bạn cái mẫu, không có cho bạn cái mẫu, dạy liên kết như thế nào, liên kết như thế nào đó, thì bạn nhớ tên trường ở hai bảng giống nhau thì cứ kéo, tên trường ở hai bảng mà nó giống nhau thì cứ kéo như thế này. Ví dụ mã hóa đơn kéo với mã hóa đơn Z1, Z2, Z3. Ok. Mã sản phẩm kéo với mã sản phẩm Z1, Z2, Z3. Mã nhân viên kéo với mã nhân viên Z1, Z2, Z3. Đó. Ok chưa? Rồi. Mã khách hàng kéo với mã khách hàng Z1, Z2, Z3. Rồi. Coi coi nó còn cái bảng nào mà nó chưa kéo không, và tên trường nào nó giống nhau mà mình không kéo không. Vậy thôi. Nó không có gì khó hết các bạn. Nhớ giùm thầy, nếu người ta cho mẫu thì kéo theo mẫu, người ta không cho mẫu thì nhớ tên trường ở hai bảng mà nó giống nhau thì cứ kéo. Được chưa? Thì nó các bạn từ 2017 trở về sau á, ở 2007 trở về sau, update 2007 2007 trở về sau á, thì khi bạn kéo á, tự động nhảy bạn làm nó tự tìm cho bạn nó là tối ưu nhất là một 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 nhiều hoặc là nhiều nhiều, nên bạn cũng không cần quan tâm khi học khi nào nó là một một, khi nào nó là một nhiều, khi nào là nhiều nhiều cả. Bạn nào rảnh thì đọc thêm cuốn giáo trình để tìm hiểu coi khi nào là trường hợp nó là một một, khi nào là một nhiều, khi nào là nhiều nhiều. Còn mặc định nó sẽ tự động trả về cho bạn luôn, nên bạn cứ làm thoải mái. Nhớ đây phải check đủ ba ô nha, phải check đủ ba ô này, và nhớ hai trường nó phải giống nhau nha. Rồi và muốn xóa thì bạn nhấn đúp vô, bạn nhấn phím delete hoặc click chuột phải delete, muốn sửa thì chọn edit. Rồi sau đó làm xong thì bạn đóng lại. Rồi thao tác 10 lần trên máy tính cá nhân cái phần tạo liên kết, làm xong rồi nhấp vô xóa, xóa hết rồi đóng lại, làm khoảng 10 lần phần tạo liên kết để nhớ. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn các bạn đó là lỗi số 3 và lỗi số 4. Thì lỗi số 3 thì bạn dẫn vô data tool relationship nó, bạn đem các bảng dữ liệu vô nha, bạn đem các bảng dữ liệu vô rồi mình cứ kéo liên kết thôi. Ở đây giả sử thầy kéo cái mã nhân viên với cái mã nhân viên Z1, Z2, Z3 rồi thì báo lỗi các bạn nè, nó báo lỗi các bạn nè. Và cái này á, các bạn chỉ quan tâm giùm thầy cái chữ data type, tức là sai kiểu dữ liệu, nó sai kiểu dữ liệu. Thì bạn nhớ là nếu bạn có liên kết rồi thì bạn phải xóa hết liên kết nó, thí dụ như mã hóa đơn, nè thì liên kết rồi nè, nó thì cái này làm xong rồi nè, cái này thì phải xóa, muốn sửa thì phải xóa hết liên kết. Rồi sau đó thầy qua cái gì nãy là mã nhân viên trong bảng nhân viên và trong mã hóa đơn, nó hóa đơn lý chuột phải design, nhân viên lý chuột phải design, và ở đây các bạn sai là kiểu dữ liệu nó, thì mã nhân viên đây number, qua hóa đơn thì mã nhân viên cũng là number, bạn thấy hai cái đều number hết. Vậy mình sẽ kiểm tra general nó, mã nhân viên trong bảng hóa đơn ở đây nó là integer, rồi mã nhân viên trong bảng nhân viên ở đây integer, tức là một cái integer và cái integer. Thì bạn quan sát đây giùm thầy coi nào là khóa chính,
mã nhân viên trong bảng nhân viên là khóa chính, thì cái mã nhân viên trong bảng hóa đơn phải sửa theo khóa chính. Rồi tức là gì? Trong bảng hóa đơn nè, cái từ longer này các bạn đổi thành integer. Rồi, làm xong rồi, bạn sửa xong rồi thì bạn z đó nè, lưu nó lại. Rồi kéo mã nhân viên, kéo dưới mã nhân viên check 1, check 2, check 3. Ok. Rồi còn trường hợp lỗi số 4. Lỗi số 4 thì các bạn vẫn vô data tool. Rồi bạn đem nó thì đây thầy kéo mã hóa đơn, kéo dưới mã hóa đơn giả sử nha. Rồi thì đây các bạn thấy nó báo lỗi các bạn là gì đây? Là dữ liệu của bạn chi tiết. Nó chứa những cái dữ liệu nó không phù hợp với dữ liệu trong bảng hóa đơn. Đó, dữ liệu chi tiết nó sai. Dữ liệu trong bảng chi tiết nó sai thì dữ liệu trong bảng hóa đơn đúng. Và dữ liệu này chỉ là dữ liệu trong mã hóa đơn nha. Trong cái trường mã hóa đơn thôi, chứ không phải là hết tất cả các dữ liệu khác. Đó, rồi. Thì người ta đưa bạn hai hướng giải quyết. Một là bạn sửa những cái record đó theo cái khóa chính. Theo cái dữ liệu trong cái khóa chính này, tức là theo cái bảng hóa đơn. Cái thứ hai á, là bạn không có chết vô cái ô này. Được chưa? Rồi, bây giờ sửa ở bảng chi tiết và bảng hóa đơn đều chế độ upfront. Nó tại sai dữ liệu mà, sai dữ liệu thì phải chế độ upfront. Rồi, bảng hóa đơn là bảng đúng. Thì ở đây thầy sắp nó tăng dần hoặc giảm dần để thầy quan sát cho nó dễ, để tìm cái điểm chung cho nó dễ. Thường người ta sẽ dựa vào những cái mã đó các bạn. Bạn quan sát những cái mã thôi chứ không có cách nào hết. Ở đối với trường hợp này thì bạn phải tinh mắt thôi. Tinh mắt bạn làm. Đó, lập luận nhanh chút xíu. Rồi ở đây các bạn thấy nó từ 2004-001 đến 2004-2020. Rồi, thì ở bảng chi tiết này mình cũng sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Thì bạn sẽ thấy á, những cái size nó sẽ nhảy lên đầu hoặc nhảy xuống cuối. Ở đây nhảy lên đầu không có thì nhảy xuống cuối. Đó, mình sẽ sửa từng dòng. Ví dụ dòng thứ nhất ở dưới cùng nè. 2004 này là 4004, mình sửa thành 2004. 2007 thì mình sửa thành 2004. 2005 thì mình sửa thành 2004. Rồi. 2004 đúng rồi. 0054 nhưng mà này là 54. Thì 54 này bạn sửa thành nó là gì? Từ 01 đến 20 đến 20. Từ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20. Đều được hết. Tuy nhiên, có thể sửa nhanh đó là gì? 04 hoặc là 14. Đó, bạn có thể sửa nhanh đây là 04 hoặc 14. Điều được. Tức là bạn sửa làm sao cho nó phù hợp thôi, chứ không biết chắc kết quả nó là gì để bằng điện cho chính xác 100%. Nó bạn chỉ sửa cho nó phù hợp thôi. Và làm xong thì bạn lưu lại. Đó, rồi bạn kéo gì? Mã hóa đơn với mã hóa đơn. Check 1, check 2, check 3. Ok. Đó là lỗi số 3, lỗi 4, lỗi số 4. Nhớ lỗi thứ nhất là không đóng bảng, lỗi thứ hai là thiếu khóa chính. Một bảng phải có những một khóa chính. Lỗi thứ ba là sai kiểu dữ liệu và lỗi số 4 là sai dữ liệu. Các bạn thao tác lại 4 trường hợp này giùm thầy. Để các bạn nhớ, tại vì 4 trường hợp này rất hay ra trong đề thi các bạn. Mời các bạn thao tác. Rồi tiếp theo thầy hướng dẫn cho bạn đó là phần query. Query tổng cộng mình có 7 dạng. Query là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai các bạn đó là QT. Dạng thứ ba các bạn là QC. Dạng thứ tư các bạn là QM. Dạng thứ năm là QD, thứ sáu là QA và thứ bảy là QU. Và nền tảng của tất cả các query đó chính là QS là nền tảng. Bạn làm được QS thì bạn làm được tốt những cái câu sau, biết đường bạn làm tốt những câu sau. Bạn không làm được QS xác định, bạn thi lợi. QS điểm các bạn nó phần query á, phần query á thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 6 điểm hoặc 7 điểm tối đa. Nó dao động từ 5 đến 7 điểm và thông thường là mức độ là 5 điểm. Được chưa? Sẽ ra cho bạn là khoảng từ 3 cho đến 5 câu query. Từ 3 đến 5 câu query. Đó, tức là nãy giờ các bạn sớm mấy ngày mình học á là gì đây? À, tạo bảng, đem dữ liệu vô, xuất dữ liệu ra, xuất dữ liệu ra nó dễ quá nên thầy không có nói đó. Thì bạn chọn cái bảng nè. Rồi các bạn vô cái file data, bạn muốn xuất ra gì đó, thí dụ xuất PDF thì bạn chọn xuất PDF. Rồi xuất ra đâu? Vậy xong. Business. Nó khá dễ nên này thầy không có nói tới là như vậy. Đây. Nó bạn chọn cái bảng cần xuất. Rồi sau đó bạn chọn cái external data. Nó chọn bảng cần xuất. Nó muốn xuất bảng nào thì xuất đó. Rồi external data, rồi muốn xuất ra như thế nào? Xuất ra sale, PDF, test gì đó thì bạn làm theo yêu cầu đề bài. Nó nhập là export. Nó xuất là export. Vậy thôi. Rồi, quay lại vấn đề. Nhớ query
QoS là nền tảng của tất cả query nha, nền tảng của tất cả query. Bạn phải làm được QoS thì bạn mới làm được những ngành khác, bạn không biết làm QoS thì bó tay. Nha. Và QoS thật ra nó giống như bạn lọc có điều kiện, lọc có điều tựa 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 như bạn lọc có điều kiện mà nó sao, nó tựa tựa như vậy. Rồi. Nguyên tắc làm của query nhớ giùm thầy, thứ nhất lấy đúng đủ không lấy dư. Đấy nha. Đó. Lấy đúng đủ bản. Đó, lấy đúng lấy đủ bản. Và thứ hai lấy thứ tự. Tên trường theo đề bài từ trái qua phải. Thứ ba, làm tuần tự từng ý của query. Đó. Rồi. Một cái nữa là cái gì đây? Các bảng phải được liên kết với nhau. Đó, đó là những ý các bạn cần quan tâm giùm thầy. Đó, lấy đúng, lấy đủ và không được lấy dư bảng, và các bảng phải được liên kết với nhau. Lấy thứ tự tên trường theo đề bài từ trái qua. Rồi, làm tuần tự từng ý của query. Đây là ba ý các bạn cực kỳ quan tâm khi làm query giùm thầy, ghi chú vô. Rồi, chào các bạn, bây giờ thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn là làm từng cái QoS như thế nào nhé. Hướng dẫn các bạn làm từng cái QoS như thế nào các bạn. Đó, QoS 1, tạo một cái query gồm các field, họ lót, tên, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Rồi, thì các bạn vô data, các bạn chọn query design, các bạn chọn query design nha. Đây, các bạn chọn query design nha các bạn. Chọn query design. Rồi, do mình chưa biết xài bảng nào, đem hết 5 cái bảng vô. Add vô. Và các bạn thấy các bảng được liên kết với nhau và có đầy đủ các khóa chính. Rồi, tiếp tục. Họ lót. Đây. Bạn có thể kéo thả xuống hoặc nháy đúp tên. Đây, các bạn kéo xuống nè. Các bạn làm theo thứ tự từ trái qua nè, họ lót rồi tới tên nè, rồi tới mã hóa đơn. Mã hóa đơn các bạn có hai lựa chọn. Một, bạn lựa chọn ở bảng chi tiết. Hai, bạn lựa chọn bảng hóa đơn. Chưa biết xài bảng nào nên thầy kéo xuống cả hai. Nhân viên nữa là ba. Ở đây là nhân viên là chắc chắn xài nè. Rồi bây giờ cái mã hóa đơn giữa bảng hóa đơn và chọn chi tiết, bây giờ xài bảng nào thì mình phải đọc tiếp. Đó, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tức là mình sẽ sử dụng dữ liệu trong bảng hóa đơn, tại vì nó có hai trường, là trường mã hóa đơn và trường ngày lập hóa đơn, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Rồi, bảng sản phẩm không xài, bạn delete bỏ, khách hàng không xài, bạn có thể remove hoặc delete đều được. Rồi, ở đây hai bảng này được liên kết với nhau và đem đủ các trường người ta yêu cầu. Bốn trường. Sắp xếp thứ tự tên nhân viên. Đây, ở đây các bạn thấy có bên, nhìn bên tay trái ở phía dưới này giùm thầy nè. Bên tay trái nè, có field là tên trường, table là bảng, sort là sắp xếp, show là hiển thị, read là điều kiện, or là hoặc. Rồi, họ lót nằm ở bảng nhân viên. Bạn muốn sắp xếp thì ở đây tăng dần hoặc giảm dần. Đó, show là hiển thị, chat vô là hiển thị, không chat là không hiển thị. Rồi, ở đây người ta yêu cầu là tên nhân viên tăng dần thì bạn là Accedin. Nó giảm dần thì Decedin. Và người ta không nói gì thì muốn sắp sao tùy bạn. Rồi, bài này không có điều kiện nên phần Readia các bạn thấy để trống. Rồi, làm xong thì bạn run chạy. Rồi, quay lại. Ctrl-S, QS1. Xong câu. Tương tự QS2. Query Design đem hết 5 cái bảng vô. Query 2 người ta nói gì đây? Tạo gồm có mã hóa đơn, tên sản phẩm, đơn vị tính. Mã hóa đơn, tên sản phẩm, mã hóa đơn. Đây đây bạn thấy nằm ở hai bảng là hóa đơn hoặc chi tiết, chưa xài biết xài bảng nào nên thầy để đây. Thầy kéo xuống rồi. Đó, mã hóa đơn. Rồi gì đây? Tên sản phẩm nằm ở bảng sản phẩm. Rồi.
Số lượng đơn giá, số lượng nè. Số lượng nằm ở bảng chi tiết, vậy thầy sẽ xài ở bảng chi tiết trước. Tại vì chi tiết các bạn có gì? Mã hóa đơn và số lượng. Còn hóa đơn chỉ có mấy mã hóa đơn thôi. Đọc tiếp. Ngày lập, ngày nhận. Đó, vậy là bài này các bạn thấy là mình sẽ sử dụng hết luôn ba bảng. Ba bảng luôn. Tại vì gì đây? Một cái mã hóa đơn, mình lấy mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Một cái là mã hóa đơn, mình lấy số lượng. Đó, rồi bây giờ mã hóa đơn lấy bảng nào cũng được hết. Trong hai bảng chi tiết và hóa đơn, tại mình sẽ xài hai bảng luôn. Rồi, mã hóa đơn xong. Đơn vị, số lượng. Đơn vị, số lượng. Đơn giá, ngày lập hóa đơn. Đơn giá, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Rồi, vậy bảng nhân viên không xài, bảng khách hàng không xài, ba bảng được liên kết với nhau. Rồi, tiếp tục. Sắp xếp thứ tự mã hóa đơn. Mã hóa đơn thứ tự không nói tăng giảm, muốn sắp sao tùy. Run chạy kiểm tra. Ctrl S, V, S2. Reader, Query Design. Đem 5 bảng vô, thầy đang làm QS3. QS3 tạo một cái query gồm tên khách hàng, tên sản phẩm, đơn vị, số lượng, đơn giá. Rồi gì đây? Tên khách hàng. Kéo xuống. Tên sản phẩm. Kéo xuống. Đơn vị tính, số lượng, đơn vị tính, số lượng. Kéo xuống. Rồi, hoặc bạn nào kỹ hơn, chỗ đơn vị này bạn ghi đơn vị tính, hai chấm, mở hoặc vuông ra ghi chữ đơn vị. Tức là cái trường đơn vị tính này nè, nó sẽ có được bằng cách bạn sử dụng trường đơn vị. Nha, đơn vị tính này có được bằng cách bạn lấy cái trường đơn vị. Rồi, bạn có thể run chạy đi kiểm tra. Đây, đơn vị tính nè. Đó, rồi. Đơn vị tính, số lượng, đơn giá. Rồi, bây giờ cái nhân viên không xài hóa đơn. Lưu ý nè, ở đây mình xài bảng khách hàng nè. Khách hàng có xài không đây? Các bạn thấy nè. Tên khách hàng có xài nè. Là chắc chắn rồi nè. Một bảng nè. Tên sản phẩm kéo qua đây hai bảng nè. Rồi, đơn vị tính nằm ở bảng sản phẩm. Số lượng nằm bảng chi tiết. Rồi, hóa đơn. Các bạn thấy là không xài bảng hóa đơn. Thì delete bỏ. Đó, và nhưng mà khi bạn bỏ bảng hóa đơn đi thì nó vi phạm cái nguyên tắc là gì? Các bảng phải được liên kết với nhau. Có bảng khách hàng này không được liên kết nên sẽ lấy bảng hóa đơn lại. Và hóa đơn này không xài tới trong gì? Các trường của nó, nhưng nhiệm vụ của nó liên kết giữa hai bảng, đó là chi tiết và khách hàng. Nhiệm vụ bảng hóa đơn là dùng để liên kết giữa hai bảng chi tiết và khách hàng. Tuy nói vậy, tuy nó không có xài những cái trường trong đây, nhưng mà nó vì nhiệm vụ nó liên kết giữa hai bảng, và không có nó thì hai bảng này không được liên kết nè. Rồi, đơn giá xong. Chạy thử. Quay lại. Ctrl S. QS3. Nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ QS4. Mã hóa đơn, tên khách hàng, tên sản phẩm gì đó. Chưa biết xài cái gì thì bây giờ quá redesign, đem hết 5 bảng vô. Đem hết 5 bảng vô. Mã hóa đơn, tên khách hàng, tên sản phẩm. Mã hóa đơn có hai bảng là hóa đơn và chi tiết. Để đây đây. Rồi, tên sản phẩm, họ lót nhân viên. Tên sản phẩm, họ lót nhân viên. Ngày lập hóa đơn. Rồi, ngày lập hóa đơn nên thầy sẽ sử dụng cái bảng gì? Bảng hóa đơn, mã hóa đơn. Tên khách hàng. Tên sản phẩm, họ lót. Tên sản phẩm, họ lót nhân viên. Tên nhân viên, ngày lập hóa đơn. Tên nhân viên, ngày lập hóa đơn. Vậy các bạn thấy nè, bảng sản phẩm có xài nè, bảng nhân viên có xài nè, bảng hóa khách hàng có xài nè, bảng hóa đơn có xài, bảng chi tiết bạn không xài. Nhưng mà nếu như bạn xóa cái bảng chi tiết đi nè, thì cái bảng sản phẩm nó không được liên kết. Được chưa? Nó thì khi đó bạn show table lấy lại cái bảng chi tiết ra. Nó và nhiệm vụ bảng chi tiết chắc này nó sẽ liên kết với hai bảng, đó là hóa đơn và sản phẩm. Liên kết giữa hai bảng đó là hóa đơn và sản phẩm nha bạn. Hóa đơn và sản phẩm. Rồi, làm xong rồi thì cái này mình sẽ kiểm tra một lần nữa sắp xếp tăng dần của gì. Sắp xếp tăng dần ngày lập hóa đơn. Ngày lập hóa đơn các bạn nè. Tăng dần. Run chạy kiểm tra. Quay lại. Ctrl S.
QS4 Enter. Đó. Rồi các bạn làm lại giùm lời giùm thầy mỗi dạng khoảng 3 lần QS1 đến QS4. Bây giờ mời các bạn tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục nào. Câu số 5. Hiển thị danh sách đơn đặt hàng trong tháng 3. Tức là cái này thầy gọi nó là điều kiện. Và điều kiện thì các bạn nhớ luôn luôn làm sao khi mà bạn lấy đủ các trường nữa ra. Where did he say? 5 bảng. Rồi, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Tên khách hàng. Tên khách hàng. Rồi. Sắp xếp tăng dần ngày lập hóa đơn. Ngày lập hóa đơn. Tăng dần. Được chưa? Rồi, nhân viên không xài, sản phẩm không xài, chi tiết không xài. Xong. Bạn yêu cầu 4 trường. Nhưng mà người ta yêu cầu bạn là đặt hàng trong tháng 3, tức điều kiện của ngày lập hóa đơn các bạn nè. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận, tên khách hàng. Rồi, cái gì ngày lập hóa đơn nè, tức là điều kiện thì khi đó bạn viết ở reader nè. Đó, thẳng qua. Đó, reader các bạn thẳng qua. Rồi, tháng thì các bạn dùng nó làm mành. Đó, mở một vuông ra, ngày lập hóa đơn. Bằng 3 và year, ngày lập hóa đơn bằng 2014. Rồi, tháng 3 năm 2014. Và nhớ giùm thầy hàm and, hàm or đặt ở giữa, làm sao viết vậy? Tên trường thì bạn phải đặt trong hoặc vuông. Thay vì bên Excel á, các bạn chọn ô thì bên Access bạn đánh tên trường. Đánh tên trường và khi bạn đánh tên trường thì nhớ đặt trong hoặc vuông. Ok. Run dài. Xong. Control S. QS 5. Đó. QS 6. Có mã nhân viên là 5, gồm có họ, lót, nhân viên. Query design. Nhân viên. Họ lót nhân viên. Mã tên nhân viên. Rồi. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Show table. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Tên khách hàng. Nó bạn có thể lấy, nhớ được thì bạn lấy từng trường giống dừng bảng giống thầy, hoặc là bạn lấy hết tất cả các bảng rồi sau đó lựa tên khách hàng. Rồi. Sau đó xong rồi bạn chạy thử. Quay lại. Có mã nhân viên là 5 thì bạn đem cái mã nhân viên ra. Rồi, đánh điều kiện là số 5 vô. Đánh điều kiện là số 5 vô các bạn nè. Chỗ reader này nha. Đánh chỗ reader nha. Chỗ reader các bạn thẳng qua. Đó. Viết điều kiện ngay trường nào, điều kiện so sánh ở trường nào thì bạn viết ngay trường đó giùm thầy. Viết ngay chữ dòng reader. Run chạy kiểm tra. Rồi, sau đó bạn không có show, bạn bỏ chat, bạn bỏ chat nó của mã nhân viên. Bỏ chat mã nhân viên. Chạy lại một lần nữa. Ctrl S, QS 6. Rồi, câu số 7. Hiển thị khách hàng mua hàng trong quý 2 năm 2024. Ở trường hợp này. Rồi, trường hợp này thì các bạn làm như sau, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn thêm một vài hàm mà các bạn rất là quan trọng trong Access nha. Rất quan trọng trong Access. Rồi, đây. Rất là quan trọng trong Access nha. Rồi, thì bài này làm bình thường nha, câu quýt 7 nè, làm bình thường. Gồm có tên khách hàng, đây. Thì query design nè. Em phải 5 bảng vô nè. Rồi. Câu 7 ha. Gồm tên khách hàng, địa chỉ, thành phố. Tên khách hàng. Địa chỉ. Thành phố.
thành phố xong rồi mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Rồi nhân viên không xài, sản phẩm không xài, chi tiết không xài. Đủ 5 trường người ta yêu cầu. Đó, câu số 7 nha. 1, 2, 3, 4, 5 trường đủ. Quý 2 năm 2014 của ngày lập hóa đơn. Thì đây các bạn viết ở dưới đây nè. Ngày lập hóa đơn, thầy zoom lên cho dễ nha. INT 2 ngoặc MAN. Ngày lập hóa đơn. Đó, trừ 1. Đóng ngoặc, chia 3, đóng ngoặc, cộng 1, bằng 2. Và year. Ngày lập hóa đơn. Nó bằng 2014. Run chạy. Nó. Đây. Tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, thành phố, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Ok. Thì các bạn thấy này, công thức này y chang như bên Excel của bạn. Đó, nhưng mà bạn thấy nó dài quá. Thì bây giờ Access mình sẽ học thêm một cái công thức mới. Nó sẽ giải quyết rất là nhiều. Đó, đó là đầy bát. Rồi, quý. Ngày lập hóa đơn. Bằng 2. N. Đầy bát. Year. Ngày lập hóa đơn. Bằng 2024. Đó, quý 2. Thì chỗ này nè. Các bạn lưu ý nè. Nó sẽ giúp cái day pass nè các bạn. Day pass nè. Thì nó sẽ ngoài việc giải quyết năm là cái này. Đó, bây giờ tính năm nè. Tính năm. Thì công thức day pass các bạn nè. Đánh 4 chữ Y. Rồi, cái chỗ này á là tên trường. Tên trường. Rồi bây giờ tính quý. Đó, thì chỗ này nè. Đây bát nè các bạn. Nó sẽ chữ quý. Rồi tính tháng. Tháng thì bạn đây là chữ M. Tính ngày. Bạn đây là chữ đây. Còn tính thứ. Thứ nha. Thì các bạn đây là một V kép. Và thêm phía sau này là chấm phẩy một. Đầu tuần là chủ nhật giùm thầy. Đó, đầu tuần là chủ nhật. Rồi. Còn nếu tính tuần của năm. Thì ngay chỗ này nè, các bạn là 2 V kép. Đó. Tính năm, tính quý, tính tháng, tính ngày, tính thứ, tính tuần, tính năm. Rồi tính giờ. Giờ thì bạn ghi đây là chữ H. Nó. Còn phút. Thì bạn ghi đây là chữ N. Và giây. Ghi chữ S. Đó. Thì đây bát nó có thể giải quyết cho bạn ngày tháng và thời gian hết. Đó, ngày tháng và thời gian hết luôn. Đó. Và tuy nhiên, nếu như trong đề bài người ta không yêu cầu dùng đây bát, bạn muốn dùng cái gì cũng được. Bạn muốn dùng hàm ngày tháng hôm thời gian gì cũng được hết nha. Chứ không phải nhất thiết là bắt buộc phải dùng đây bát. Còn nếu đề bài đã yêu cầu dùng đây bát thì bắt buộc phải dùng theo yêu cầu đề bài. Đó, rồi các bạn ghi chú cái này cẩn thận cho giùm thầy và làm giùm thầy tới câu số 7. Đây, QS7 nè. Nó chạy nè. Xong các bạn lưu Ctrl S. Đó, QS7. Đó, và nhớ ghi chú cái này cẩn thận giùm thầy nha. Câu tiếp theo, câu số 8. Hiển thị danh sách khách hàng ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Rồi, gồm các field gì đó thì bây giờ lấy hết 5 mảng vô. Tên khách hàng, địa chỉ, thành phố. Tên khách hàng, địa chỉ, thành phố. Và điện thoại khách hàng.
Rồi nhân viên không xài, sản phẩm không xài, hóa đơn không dùng, chi tiết không dùng. Chạy thử kiểm tra. Rồi bây giờ điều kiện các bạn thành phố nó Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Thì đối với trường hợp này các bạn không có được, không nên nha, thầy khuyên, các bạn không nên tự đánh theo cảm tính. Mà bạn hãy mở cái bảng khách hàng lên giùm thầy, chế độ Advanced. Và bạn copy cái chữ thành phố Hồ Chí Minh ra đây, mở một kép ra nè. Đó, mở một kép ra, dán nó vô. Rồi copy chữ Hà Nội. Thì đối với trường hợp mà nó ghi chữ đồ kia, bạn nên bạn copy nó, bạn kiếm cái chữ nó, bạn copy nó. Các bạn đừng nên đánh. Tại nhiều khi đánh á, các bạn sai một dấu cách thôi thì có thể là bạn cái điều kiện bạn nó sai rồi. Đó, thì cái đó là trường hợp thầy nên khuyên các bạn, nên copy nếu đánh chữ. Còn đánh những cái mã thì nó không không có vấn đề gì. Nhưng trường hợp mà đánh chữ nó nhiều á, có khoảng trắng, có dấu này nọ thì thầy khuyên các bạn nên copy. Đó, và làm xong rồi thì bạn nhớ đóng cái bảng khách hàng lại nhé. Rồi, chạy. Đó, đây. Sau đó trong thẻ home nè, bạn chế độ nó chế độ design nè, bạn cho run. Đó. Control S. QS 8. Rồi, bây giờ QS 9. Em nằm các bạn vô. QS 9 là nói gì đây? Hiển thị danh sách đơn đặt hàng có ngày lập và ngày nhận cách nhau không quá 5 ngày. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Đó. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Yêu cầu hàng này cách nhau không quá 5 ngày. Đó. Vậy thì bạn cái chỗ điều kiện này bạn đơn giản thôi. Ngày nhận. Nó cái trường ngày nhận bạn đem trừ cho ngày lập hóa đơn. Nó nhỏ hơn bằng 5. Vậy là xong. Đó. Bạn viết ở trường ngày nhận cũng được, ngày lập hóa đơn cũng được. Đây. Hàng này trừ nhau không quá 5 ngày. Không quá 5 ngày. Tại người ta yêu cầu bạn là ngày nhận và nộp đơn không quá 5 ngày. Control S. QS 9. Tương tự QS 10. Đem hết 5 cái bảng vô. Rồi. Hiển thị danh sách có chứa chuỗi tên hả? Gồm mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ. Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ. Thành phố và điện thoại. Thành phố và điện thoại. Nhân viên không xài, sản phẩm không xài, hóa đơn không xài, chi tiết không xài. Và yêu cầu cái tên khách hàng nè. Run dài thử nè. Cái tên khách hàng bạn chứa cái chữ tên nữa ha. Nó thì khi đó các bạn dùng cấu trúc dùm thầy đó là like. Dấu sao đại diện cho nhiều ký tự. TNHH. Sao. Enter. Nó sao. Đây. Like. Sao TNHH. Rồi, tên nè ha. Rồi, run chạy. Control S. QS 10. Rồi, câu số 11. Câu số 11. Đem hết 5 bảng vô. Rồi, câu 11 gồm mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Tên khách hàng, họ tên nhân viên. Tên khách hàng, họ tên nhân viên. Và người ta giải thích các bạn là trường họ tên nhân viên là ghép giữa họ lót và tên. Họ tên nhân viên. Đó, đây là trường mới nè các bạn. Thấy là đây là trường mới. Tên trường viết liền, không dấu, không khoảng cách, không ký đặc biệt. Và tên trường các bạn thấy thầy ghi ở phim nè. Đó. Họ tên nhân viên có được bằng cách bạn lấy cái trường họ lót nè, nó bạn ghép nối nè, cái khoảng trắng nhìn cho đẹp nè, rồi ghép nối trường tên nè, rồi chạy thử chưa. Họ tên nhân viên có được bằng cách bạn lấy cái trường họ lót, bạn ghép nối với cái trường tên, rồi xong mình chưa. Rồi bây giờ kiểm tra cái nào dư. Mã hóa đơn, rồi tên khách hàng,
nhân viên, sản phẩm không xài, chi phí không xài. Rồi ba bảng này được liên kết với nhau. Rồi tiếp tục cái điều kiện tiếp theo. Các bạn thấy nè, xong mới cái này hết rồi nè. Và bây giờ quay lại cái điều kiện 6 tháng đầu năm. Ngày lập hóa đơn, đây. 6 tháng đầu năm thì các bạn có thể dùng Daybase hoặc là dùng Man. Nó thí dụ như thầy dùng phần Man. Rồi, ngày lập hóa đơn. Nó nhỏ hơn 7. Và year của ngày lập hóa đơn nó bằng 2014. Run. Nó 6 tháng đầu năm 2014. Hoặc bạn có thể dùng hàm Daybase vẫn được. Đây. Nó Daybase. Daybase thì bạn có thể dùng month hoặc là dùng quý. Giả sử đây thì dùng quý đi. Ngày lập hóa đơn. Nó sao? Nó nhỏ hơn 3. Và year. Daybase luôn. Nó dùng Daybase luôn. Bốn chữ đi. Ngày lập hóa đơn bằng 2014. Rồi. Bạn thấy cả hai đều được nha, cả hai đều được. Đó. Vô thi thấy cái nào tiện bạn làm. Vô thi cái nào tiện mà. Rồi. Ctrl S. QS11. Rồi, QS11. Rồi các bạn sửa vô giùm thầy tới đây. Câu tiếp theo là câu số 12. Hiển thị danh sách đơn đặt hàng trong tháng 9 và tháng 10. Khách hàng là TNH gồm có cái gì đó thì kệ đi. Các bạn cứ nguyên tắc cũ, lấy bảng ra. Rồi, bắt đầu lựa. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Tiếp theo là họ tên nhân viên lập đơn. Đó. Đây, họ tên. Họ tên. Cái trường họ tên có được bằng cái trường họ lót ghép nối với cái trường tên. Đây là trường mới. Đây là trường mới. Chạy thử kiểm tra. Nếu như nó phát sinh sai, sửa ngay chỗ đó. Còn nếu sửa không được thì xóa, viết lại cẩn thận. Rồi. Tên sản phẩm, số lượng. Rồi, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền. Cái trường tiếp theo là trường thành tiền. Và thành tiền thì người ta ghi cho các bạn là số lượng các bạn nhân với đơn giá. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Đây là trường mới. Chạy thử kiểm tra. Ra đáp án. Quay lại. Rồi. Bây giờ cái khách hàng không xài tới nè, bỏ đi. Đó, rồi bây giờ kiểm tra điều kiện. Xong hết rồi, bây giờ tới điều kiện người ta yêu cầu tháng 9 hoặc tháng 10. Tháng 9 hoặc tháng 10. Đó, tháng 9 hoặc tháng 10 ngày lập hóa đơn đây. Cái month. Ngày lập hóa đơn. Bằng 9. O. Đây bát, tức là thay vì dùng hết month thì bây giờ thầy dùng một cái month, cái đây bát để các bạn quen. Nha, ngày lập hóa đơn. Còn vô thi á, thấy cái nào tiện làm, đề yêu cầu gì làm đó. Tháng 9 hoặc tháng 10. Đây là điều kiện thứ nhất. Các bạn thấy thầy viết điều kiện thứ nhất. Hoặc viết một trường hoặc là một điều kiện thầy luôn luôn chạy thử. Để kiểm tra. Nếu sai thì sửa ngay chỗ đó. Sửa không được viết lại cẩn thận. Xóa viết lại cẩn thận. Đó. Còn trường hợp bạn viết cùng lúc nhiều cái quá, hồi sai không biết sao sửa. Rồi. Tiếp theo chuỗi tên nữa khác. Cái tên sản phẩm. Ủa, xin lỗi. Tiếp theo là gì đây? Cái tên khách hàng. Vậy mình sẽ lấy bảng khách hàng ra. Đó. Rồi, lấy cái tên khách hàng xuống. Rồi, dùng cấu trúc ở đây các bạn. Dùng cấu trúc y chang nãy. Like. Sao. TNHH. Sao. Run chạy cái nữa. Nhưng mà sao đây? Nhưng mà cái chỗ này nè các em. Đó, nhưng mà các em lưu ý giùm thầy nè. Cái chỗ tên khách hàng các em không được check vô. Cái chỗ tên khách hàng em không được check. Lý do
Người ta không có yêu cầu hiển thị cái trường tên thế này. Người ta không có yêu cầu các bạn hiển thị trường tên thế này. Run chạy. Kết thúc. Control S. WS 12. Rồi còn WS 13. Query Design. Đem hết 5 bảng vô. Câu 13. Hiển thị danh sách có cái mã này, gồm có mã hóa đơn, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền gì đó. Mã hóa đơn, tên sản phẩm, đơn giá. Rồi, bây giờ mã hóa đơn có hai lựa chọn, hóa đơn hoặc chi tiết. Mã hóa đơn, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền. Rồi, mã hóa đơn, tên sản phẩm. Đây, mã hóa đơn, tên sản phẩm. Số lượng, đơn giá. Số lượng, đơn giá, thành tiền. Thành tiền thì bằng trường số lượng nhân đơn giá. Chạy thử kiểm tra. Quay lại. Rồi. Xong hết rồi. Bây giờ mình mới nhập cái gì? Mã hóa đơn. Rồi ở đây mình kiểm tra nào dư. Hóa đơn dư nè. Khách hàng dư, nhân viên dư. Đây chỉ xài hai bảng, hóa đơn và sản phẩm. Rồi mã hóa đơn là 2004 0005. Chưa? Đây, người ta yêu cầu 2014. 2014 nha, 2014. 005. Nó thì bạn cứ đánh vô và nó không có đáp án. Tại vì nãy các bạn, nếu các bạn nào nhớ thì cái điều kiện các bạn đây là 2004 thôi chứ không có 2014. Rồi, vậy xong. Control S, WS 13. Còn nếu là WS 14 thì sao? Y chang vậy, cứ nguyên tắc vậy làm. Đừng nghĩ gì nó cao xa. 14. Mã hóa đơn, tên sản phẩm, số người lập đơn. Mã hóa đơn, tên sản phẩm, số người lập đơn. Rồi. Số người lập đơn liên quan đến ngày nhận, ngày lập đơn, nên thầy lấy cái mã hóa đơn ở đây. Tên sản phẩm. Mã hóa đơn, tên sản phẩm. Số người lập đơn. Số ngày lập đơn, thầy xin phép các bạn thầy viết tắt số ngày lập đơn. Có được bằng cách dùng ngày nhận trừ cho ngày lập hóa đơn. Đó. Đây là trường mới ha. Run dài. Quay lại. Rồi. Tiếp tục. Đơn giá, số lượng, thành tiền. Đơn giá. Rồi, hóa đơn nè, sản phẩm nè. Mã hóa đơn, tên sản phẩm, số ngày lập đơn. Rồi, đơn giá, số lượng. Rồi, đơn giá xong, tới số lượng xong, tới thành tiền. Đó, thành tiền nãy giờ làm rất là nhiều lần rồi. Số lượng. Nhân, đơn giá. Thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá. Run. Quay lại. Nói các bạn cứ làm tuần tự từng ý vậy đó bạn. Cứ làm tuần tự từng ý vậy bạn. Đừng nghĩ đó là gì nó cao xa lắm. Rồi, thành tiền xong. Tiền trả trước. Là nếu như số người lập đơn ít 20 thì nó 20% thành tiền. Nếu nó từ 20 đến 30 là 30. Đó, đây. Tiền trả trước. Tiền trả trước. If, lưu ý if trong asset 2 chơi nha. If trong asset 2 chơi. Nếu. Nếu gì? Số ngày lập đơn nó nhỏ hơn 20 thì nó là 20% thành tiền. Nếu cái số ngày lập đơn nó lớn hơn 40. Đây. Nếu số ngày lập đơn lớn 20, nhỏ hơn 20 nè thì 20% thành tiền. Nếu lớn hơn 30 thì là 40% thành tiền. Nè. Lớn hơn 30 thì nó là 40%. Ngược lại là 30%. Tất cả đem nhân cho thành tiền. Đó. Tiền trả trước, nếu số ngày lập đơn nhỏ hơn 20 thì nó là 20%. Nếu lớn hơn 30 là 40%. Nè. Lớn hơn 30 thì 40%. Ngược lại là 30%. Tất cả nhân với thành tiền. Thầy đặt nhân tử chung nha. Đó. Rồi.
xong tiền trả trước. Tiếp tục, tiền còn lại thành tiền trừ trả trước nhưng giảm 15%. Tôi thấy mỗi cái là mỗi một điều kiện hoặc một trường thầy đều chạy thử. Tiền trả trước xong, tới gì đây? Tiền còn lại bằng thành tiền trừ tiền trả trước. Nhưng mà sao người ta yêu cầu là giảm 5%. Tức là nguyên cái này nè các bạn, đem nhân cho 95%. Ở đây là các bạn không dùng dấu phần trăm được nha, bạn không dùng được cái ký hiệu phần trăm nha, mà bạn phải tự tính ra nó là 0,95, hoặc là bạn ghi là 95 chia trăm nha, không dùng được dấu phần trăm, ký hiệu phần trăm nha. Tiền còn lại bằng thành tiền từ trả trước nhưng giảm đi 5%. Rồi, khai báo thuộc tính. Rồi xong, bây giờ khai báo thuộc tính này thì ở đây các bạn cứ vô cái phần nè, thành tiền nè, lít chuột phải, rồi bánh ti nè, nó format nè, thăng chấm 1 2 3 dấu thăng cách ra đô la. Rồi. Nó thì bạn thấy nó không có nhảy được. Thì bây giờ thì bạn lưu lại giùm thầy. QS14. Nó QS14. Rồi. Sau đó bạn lưu lại xong á, bây giờ bạn mở lên giùm thầy, lít chuột phải, design. Lưu lại, mở lên lại, design. Rồi lít chuột phải nè, rồi bánh ti nè, lít chuột phải rồi bánh ti. Thì giá này bạn ghi bình thường thăng phải cách hàng ngàn, ba dấu thăng. Cách ra đô la. Đó, người ta yêu cầu thăng phải cách hàng ngàn, ba dấu thăng. Có hai dấu thăng thôi, nhưng số 0 thì mình ghi hai số. Đây, số 0 đây. Tức là ghi theo đề bài thôi. Rồi. Ở đây cũng vậy. Thăng chấm hai dấu thăng số 0 cách ra đô la. Rồi tiền còn lại cũng vậy. Thăng chấm hai dấu thăng số 0 cách ra đô la. Rành chạy. Đó, tức là bạn ghi bình thường nha, bạn ghi bình thường. Nó vào nhớ thì này nó hơi ngược chút xíu là bạn phải run, bạn phải đóng lại, bạn mở lại nó mới ra, nó không bị lỗi. Rồi bây giờ kiểm tra coi nào dư không. Hóa đơn sản phẩm chi tiết, hóa đơn sản phẩm chi tiết, nhân viên không có xài, khách hàng không xài, nó chỉ xài ba bản này thôi. Run lại cái nữa. Được chưa? Các bạn nhớ làm rồi thì nhớ kiểm tra lại coi có dư bản hay không. Và đây là bắt đầu là những câu bắt đầu khó lên, các bạn làm cẩn thận lại giùm thầy. Mời các bạn sửa.